7 thói quen giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là một trong những cái bệnh phổ biến hiện nay, chiếm cái tỷ lệ 30%, tức là cứ 100 người thì có đâu đó tới khoảng 30 người có cái tình trạng như là bị gan nhiễm mỡ. Và để mà thay đổi cái bệnh gan nhiễm mỡ này, chúng ta chỉ có thể thay đổi được cái chế độ ăn. Và một trong những cái chế độ ăn tốt nhất đó chính là cái chế độ ăn địa trung hải các bạn ạ. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người những cái món ăn ở trong cái chế độ ăn địa trung hải để chúng ta có thể là kiểm soát được cái tình trạng gan nhiễm mỡ của mình. Và cái thói quen đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ tăng cái khẩu phần ăn rau và hoa quả lên. Trong rau có chứa rất nhiều vitamin và chất xơ. Mà cái chất xơ thì khi mà chúng ta nạp nhiều vào cơ thể thì sẽ giảm được cái tỷ lệ gan nhiễm mỡ và có thể sử dụng rau luộc. Nhưng mà tốt nhất mình sử dụng rau sống hoặc là salad. Bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng qua cái nhiệt độ ấy thì nó sẽ bị mất đi rất là nhiều chất dinh dưỡng cũng như là vitamin. Nên là tốt nhất nếu mà chúng ta mà sử dụng rau thì chúng ta nên sử dụng rau sống. Và một lưu ý trong quá trình sử dụng hoa quả, chúng ta không sử dụng hoa quả nó quá là ngọt các bạn ạ. Bởi vì nếu như mà chúng ta sử dụng cái loại quả mà nó ngọt thì sẽ làm tăng cái lượng đường trong máu, sẽ dẫn tới đái tháo đường. Và đái tháo đường đó là một trong những cái nguyên nhân để dẫn tới cái tình trạng như là gan nhiễm mỡ. Cái thói quen tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ ăn nhiều cá lên. Cá ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng các loại cá béo, ví dụ như là cá biển này, cá thu này, cá ngừ, cá trích. Những cái loại cá có chứa rất nhiều omega 3. Omega 3, 6, 9 thì lại là những cái chất giúp cho hạ mỡ máu trong gan. Chúng ta có thể là ăn cá hàng ngày. Và nếu như mọi người cảm thấy là nó khó quá thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm omega 3, 6, 9. Người ta làm sẵn ra những cái viên nang uống rất là dễ. Và thói quen tiếp theo đó chính là mình sẽ thay thế gạo trắng bằng ngũ cốc. Mình có thể là thay thế hoàn toàn hoặc có thể là thay thế 50%. Bởi vì trong ngũ cốc nguyên hạt thì chứa rất là nhiều chất xơ, mà chất xơ sẽ làm giảm cái cảm giác thèm ăn của chúng ta, từ đó thì sẽ cải thiện được cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Và cái thói quen tiếp theo đó là dầu ô liu. Hiện tại đối với người dân Việt Nam thì chưa được phổ biến nhiều, bởi vì cái giá thành của nó cũng khá là cao. Đối với dầu ô liu thì nó có chứa thành phần rất là quan trọng, đó chính là polyphenol. Nên là mình có thể sử dụng dầu ô liu để mà bảo vệ cái gan của mình. Một cái lưu ý chính mình sẽ sử dụng sau khi mà chế biến các cái món ăn. Bởi vì nếu như mà đang nóng ấy mà mình cho cái dầu ô liu vào xào cùng thì nó sẽ mất đi những cái chất quan trọng. Tiếp theo đó chính là sẽ hạn chế ăn những cái thực phẩm đóng hộp cũng như là thịt đỏ. Và mình có thể là thay thế bằng những cái loại thịt trắng, ví dụ như là thịt gà này hay là thịt ngan, thịt ngỗng. Thói quen tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ không dùng bia rượu. Khi mà chúng ta dùng bia rượu vào thì trong cái cơ thể nó sẽ làm tổn thương những cái tế bào gan, dẫn đến rối loạn quá trình tổng hợp mỡ trong gan và sẽ dẫn tới cái tình trạng như là gan nhiễm mỡ. Nên là bỏ rượu cũng là một trong những cái thói quen rất là tốt để chúng ta có thể kiểm soát được cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Và cái thói quen cuối cùng đó chính là hạn chế lượng đường đưa vào trong cơ thể hàng ngày. Quan trọng nhất đó chính là đường fructose, và đường này nó có trong bánh kẹo, nước ngọt. Chúng ta phải hạn chế đưa vào trong cơ thể. Trên đây là những cái thói quen rất là tốt cho cái chế độ ăn địa trung hải. Mọi người có thể là áp dụng theo để mà kiểm soát được cái tình trạng gan nhiễm mỡ của mình. À, những người bình thường chúng ta cũng có thể áp dụng theo cái chế độ ăn này để phòng ngừa được cái tình trạng gan nhiễm mỡ cũng như là những cái bệnh khác. Hy vọng thì khi mà xem cái video này thì các bạn có thể áp dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Đừng quên ấn vào nút theo dõi và chia sẻ để nhận được nhiều những cái video sớm nhất từ tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.